Ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Hà Nội. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây thì người dân ở thôn Đồng Xài thuộc xã Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh bất bình trước thực trạng ô nhiễm môi trường do bãi xử lý rác thải nằm trong khu vực gây ra. Và có một điều đáng nói đó là rác thải thay vì được chôn lấp, xử lý đúng quy trình thì đã hơn một lần biến mất bất thường. Chị Kiên làm bánh ở chợ Đồng Xài. Mỗi buổi chiều hai vợ chồng chị làm được gần chục kg bánh. Tiền thu được không chỉ chi tiêu cho gia đình mà còn dành hẳn một khoản để mua vỉ ruồi. Theo chị, công việc nhồi bột nặn bánh chẳng vất vả mấy so với việc xua đuổi loài vật đáng ghét này. Chị nặn bánh chưa xong thì vỉ ruồi cũng đã kín chỗ. Thì dột những cái nước hôi thối ra đường ấy, ruồi muỗi thì nhiều. Ăn thường thường bữa cơm của những ngày gió, những cái hôm mà gió bắc mưa dầm đấy là mùi hôi kinh khủng, tôi không chịu được. Những gia đình ở Đồng Xài như chị Kiên, chi phí mua vỉ ruồi được tính toán trong sinh hoạt phí của gia đình. Đơn giản vì họ sống cạnh khu xử lý rác thải, nguồn cơn của nhiều nỗi bức xúc cho người dân những năm gần đây. Không cả dám mở cửa, bởi vì nó tự nhiên có những cái hôm mà nó rửa rời, nó ùn vào đây có nghĩa không ấy được, mà nhiều hôm ở dưới kia nó đốt, có nghĩa là từ đây chỉ cách nhau 10 mét không nhìn thấy, cái tốc độ ngày như này 10 mét không, cháu mà không nhìn thấy thì cháu bảo là mức độ khói của nó đến mức độ như nào. Khu vực xử lý rác thải Đồng Xài có đến 4 công ty xử lý với diện tích trên 67 hecta, trong đó có 2 công ty xử lý rác thải sinh hoạt và 2 công ty xử lý rác thải công nghiệp thông thường và nguy hại. Những ống khói như thế này ngày đêm xả thải ra khu vực sinh sống của người dân. Và chúng tôi người dân chỉ biết phản ánh với thôn, thì thôn nếu không trả lời thế chúng tôi đề bạt với cấp trên thì chúng tôi không có cái thẩm quyền này. Ở Đồng Xài dù bức xúc với ô nhiễm nhưng nhiều người dân đành tặc lưỡi sống chung. Thậm chí người dân nơi đây còn có hẳn một bài hát nói về cuộc sống cạnh bãi rác. Làm bánh nghe âm thanh phát ra từ chiếc tivi ngay cạnh, nhưng cuộc sống của những người dân như chị Kiên lại chẳng có nhiều vị ngọt. Nồng nặng mây trúc cây, mùi hôi khắp quanh